với kênh. Ok, và chào mừng mọi người đã quay lại với kênh của tôi. Và tôi đây, có một xin đây. Thì nói chung là như cái hôm trước tôi đã báo với mọi người là ra clip vào ngày hôm sau, nhưng mà cũng do chút là trục trặc là tôi like hơi nhiều, like hơi cú hơi nhiều nên là không ra được clip hôm đấy. Và hôm nay tôi sẽ bù cho mọi người clip này. Thì như mọi người đã nhìn thấy tem địch thì nó có một đội hình nói chung là vừa có đam, vừa có khống chế, vừa chống chịu, đội hình khá là đẹp đến từ vị trí của tem địch. Thì làm sao, và ngoài ra nó có một cái vị tướng, đó là vị tướng Aoi. Thì cái kèo Aoi này vẫn được rất là nhiều các bạn đang gọi là kêu khó về cái kèo Aoi này, dễ bị sốc đam. Thì cái trận đấu này tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người làm sao khi đối đầu với cái đội hình mà vừa có khống chế mà vừa sốc đam này của tướng địch, khá là đẹp này của tướng địch, thì làm sao để có thể lấy được lợi thế đầu game hiệu quả nhất nha. Rồi pha này thì Aoi đang ở dưới này chúng ta, ui nó đây thì mình không chắc quay lại nha. Ui Alistair trận đầu luôn, Aoi đu vào đổi máu. Như cái pha này thì chúng ta cứ đánh thường thôi, rút máu về đánh thường dạng gần thôi, bởi vì chạy thì cũng không đủ đam này. Thì hai thanh niên này thì có Illum bên đây thì lụm luôn, chói rất đen. Alistair chói vào Illum thế là lụm luôn được hai mạng ở đầu game rồi đó. Mọi người thấy khá là thơm khi mọi người bị kiểu tình trạng mà áp sát hai người đánh một như thế này ấy, ở đầu game ấy, thì mọi người nên lưu ý là tận dụng cho mình đó là đòn đánh thường dạng gần nhá mọi người. Một combo hiệu quả nhất của con Xin ấy thì mọi người cứ làm sao mà sử dụng đòn đánh thường dạng xa, có thể cấu máu. Nếu mà tướng địch áp sát như cái pha vừa nãy ấy, thì mọi người có thể sử dụng đó là đòn đánh thường dạng gần, thì nó sẽ được kích hoạt cái nội tại là đánh theo phần trăm máu đã mất của mục tiêu, thì gọi là nó sẽ khá là hiệu quả nha. Cái lượng đam của mọi người lúc đấy thì mọi người kiểu gọi là lượng đam mọi người lúc đấy sẽ to hơn á. Thì đây là một cái mẹo là mọi người nếu mà ai hay bị ép ở đầu game thì có thể xử lý vào cách này nha. Và lưu ý là bắt buộc là phải sử dụng đòn đánh thường dạng xa để cấu máu tướng địch rồi thì mới sử dụng đòn đánh thường dạng gần nha. Chứ các bạn đừng có mà sử dụng đòn đánh thường dạng gần luôn. Nếu mà trong cái trường hợp các bạn sử dụng đòn đánh thường dạng gần luôn thì các bạn thứ nhất là nó sẽ không gây được lượng đam to và cũng không gây được lượng hút máu to. Hút máu của con Xin nó không phải do tốc đánh. Các bạn đang nhầm cái lượng hút máu của con Xin là do tốc đánh, là cái này hoàn toàn sai nha. Ôi trời, thanh niên này lại muốn làm gì đây? Cướp con quái mà muốn giữ A. Ai giời. Pha này thì có 2-2 cân luôn nha mọi người. Thanh niên này thì không thể nào chạy được rồi. Choáng rất hay đến từ vị trí Illum. Rồi, mạng thứ 3 luôn. Thì mọi người lưu ý là lượng hút máu của con Xin thì nó sẽ được tối ưu bằng lượng đam của con Xin. Nghĩa là con Xin nó đam càng to, hút máu một lần của nó càng nhiều, chứ không phải là tốc đánh càng cao thì nó hút máu càng nhiều nhá. Bây giờ là có một số bạn đang vẫn kiểu gọi là đánh cung, kiểu các bạn đang phải hiểu nhầm nó là đánh cung thì lượng hút máu sẽ to, thì cái đấy hoàn toàn là sai nha. Đánh cung thì nó sẽ chỉ sử dụng giúp cho các bạn như thế này này, giúp cho các bạn có một lượng gọi là tốc đánh cao này. Thứ nhất là một lượng tốc đánh cao giúp các bạn hồi máu, hồi một lượng máu nó cũng được gọi là khá là cao khi các bạn tốc đánh nhiều. Nhưng mà kiểu ví dụ như chẳng hạn các bạn 1000 đam, thì nếu mà 1000 đam thì nó sẽ hút máu cho các bạn tầm 500, nghĩa là các bạn đánh hai đòn đánh thường các bạn hút máu được 1000 đam. Ui cái thanh niên này làm gì đây? Pha này bắt thanh niên này đã, chạy làm sao được. Ném chiêu 2 nhưng mà ném hụt đấy mất tiêu luôn. Thằng em xù nó bắn hụt mất tiêu luôn. Nhưng mà thanh niên này thì không chạy được rồi. Trừng trị có luôn mạng bá đạo rồi. Aoi lao xuống đây thì ui thanh niên này đu chiêu cuối luôn. À này chúng ta cứ đánh thường dạng xa nha. Đánh thường dạng xa. Ui thanh niên kia vẫn còn đứng mà biến về luôn ạ. Rồi mất chói rồi. Mất chói thì chúng ta mục tiêu là con bài vai ô kia, nhưng mà chạy hơi xa rồi. Nhưng mà vẫn thả được vào chiêu 2 vào Alistair thì có luôn mạng truyền thuyết, nhưng mà hơi tiếc là cái mạng vai ô kia không ăn được. Rồi quay lại về cái vấn đề vừa nãy nha, thì các bạn có thể hình dung ra như thế này, dễ hiểu như thế này, nghĩa là khi các bạn muốn hồi 1000 máu
Thì nếu mà các bạn sử dụng kiếm thì các bạn đánh thường hơn 300, ví dụ đánh thường hơn 300 máu một lần, hơn 300 một lần, kiểu một lần đánh thường là sẽ hồi được 300 máu. Còn nếu mà cung thì sẽ là được hơn 200. Thì ví dụ như chẳng hạn là cái cung nó sẽ đánh thường cho các bạn là một giây là nó sẽ đánh thường cho các bạn 5 cái. Thì cái kiếm nó chỉ được 3 cái. Thì các bạn có thể hình dung nó ví dụ như về cái vấn đề tốc đánh, nó ví dụ nó về như nói là như thế nha. Nghĩa là thay vì các bạn có thể sử dụng cung và kiếm thì hoàn toàn có thể gọi là cái lượng hồi máu của các bạn ấy thì nó hoàn toàn gọi là phụ thuộc vào cái lượng đam của mọi người, chứ nó không phụ thuộc vào một chút gì gọi là tốc đánh đâu. Tốc đánh cao nó chỉ giúp các bạn là đánh thường dạng đánh thường nhanh, chứ nó không có gọi là hút máu nhiều. Các bạn chẳng qua các bạn nhìn thấy hút máu nhiều thì nó chẳng qua nó là do tốc đánh nó nhanh thôi. Nói chung là do tốc đánh nó nhanh thôi. Nhưng mà nếu mà thật sự tốc đánh nó nhanh thì các bạn nếu mà sử dụng cái dạng đòn đánh thường dạng gần, nếu các bạn thực sự mà đánh được đòn đánh thường dạng gần được thì cái tốc đánh nó lại sẽ khá là lợi nha. Nhưng mà ui cái bà này thì thôi lùi nha. Nhưng mà nếu mà trong cái trường hợp mà các bạn nhìn như cái đội hình này có Lumbua này, có Alistair, nếu các bạn vào là đánh thường dạng gần thì sẽ ăn ngay cái xích của con Alistair hoặc là cái pha đẩy ra combo của tướng địch. Nên là các bạn nên sử dụng gọi là cung và kiếm cho nó hợp lý nha. Rồi thì nói chung thì cái vấn đề đó là vấn đề hồi máu. Vấn đề hồi máu tôi sẽ nói, mục đích của tôi không phải nói về vấn đề hồi máu này, nên là tôi cũng nói sơ qua cho mọi người hiểu rõ về cái cơ chế hồi máu của con Xin. Rồi thanh niên này pha này thì ui bị chói luôn, nhưng mà ui may quá chấm máu vẫn ấy được, nhưng mà pha này mất chói rồi thì thả chiêu 2 đó. Ui lượng đam vẫn gọi là bá cháy. Nếu mà khi mọi người lên cái kiếm như thế này thì mà tiếc là pha này không ăn được mạng rồi. Rồi thì với những cái đội hình gọi là khống chế nhiều thì mọi người nên áp dụng đó là cái dạng đánh xa nhiều nha. Khống chế nhiều và sốc đam nhiều thì mọi người nên sử dụng dạng đánh xa nhiều nha. Như mọi người đã thấy như cái pha vừa đấy ấy, chói nếu mà các bạn sáng xa như này đó vào combo này thì nó sẽ gây một cái gọi là một cái tính bất ngờ dành cho vị trí của tướng địch. Nên là mọi người vẫn nên áp dụng dạng đánh xa trước khi mọi người sử dụng dạng đánh gần. Các bạn nào kể cả các bạn mà muốn chơi làm sao cho nó hiệu quả thì các bạn cứ hiệu quả thì các bạn cứ phải cứ sử dụng cái combo cho tôi là các bạn phải làm sao để dành cho tướng địch nó mất máu, yếu máu đi tầm dựng nửa cây máu thì các bạn mới sử dụng dạng đánh gần. Chứ các bạn đừng có gọi là phụ thuộc quá vào dạng hút máu của dạng đánh gần nha, lượng hút máu của dạng đánh gần nha. Như cái vừa nãy tôi đã bảo rồi đấy, như cái vừa nãy tôi đã phân tích ở đầu á, thì nói chung là cái dạng đánh gần ấy thì nó sẽ gây đam cho mọi người theo phần trăm máu đã mất của mục tiêu. Nghĩa là mọi người nên ý là đã mất nha, chứ không phải là phần trăm máu của mục tiêu nha. Phần trăm máu đã mất, ví dụ như chẳng hạn là con tướng địch nó mất nhiều máu ấy thì đưa đam mọi người sẽ to, còn tướng địch mất ít máu thì đam mọi người sẽ hơi yếu. Nên mọi người lưu ý cái vấn đề đấy nha. Rồi quảng cáo một xíu, thì các bạn nào có cần cày thuê hoặc là cày danh thì có thể IP tôi ở tiểu sử nhá, quên ở góc phải màn hình nhá. Và cũng đừng quên cho tôi xin một like và follow để một like và subscribe để giúp tôi lên được sớm 30k sắt nha. Mấy thanh niên để làm gì đây, còi ăn tôi á. Đó, cứ ném thường dạng chiêu 2 combat, mọi người cứ ném chiêu 2 này như tôi này. Đó, ném không cần quá là phải ui dồi ôi lao ra một phát bắn phát đi luôn ạ. Cũng không cần quá là phải, mọi người cũng không cần quá phải gọi là cố gắng bươn trải để vào trúng tướng địch đâu. Chúng ta cứ ném thôi, ném khoảng cách, mọi người áng chừng một cái khoảng cách nhất định mọi người ném thôi. Nói chung là ném cái này, các nhiều bạn hỏi cách tôi ném chiêu 2 là sao chuẩn xác như tôi thì cái này nó chỉ là kinh nghiệm thôi các bạn. Kiểu kinh nghiệm mọi người chơi nhiều mọi người sẽ có cái cảm giác tay như thế thôi. Rồi đánh trụ nha, nhưng mà ui, cái pha này là Amini ra rồi, đổi máu này, không khi đánh thường ấy này, xong rồi huyết tế, pha này huyết tế nha. Amini nó mất từng tia máu thì chúng ta đánh thường dạng gần này, đó, mọi người thấy chưa, đánh thường dạng gần như thế này, khi nó mất máu như này, đánh thường dạng gần như thế này, thế sẽ khá là đau nha.
Còn thanh niên Vio này làm cái gì đây? Thả chiêu 2 thì chạy làm sao được. Đó, chiêu 2 của con Xin này sẽ đam khá là to nha. Rồi, thì clip đến đây chắc là kết thúc rồi. Mọi người đừng quên cho Sang xem một like và subscribe nha. Và có thắc mắc gì có thể bình luận ở bên dưới nha, để tôi làm ra các clip tiếp theo nha. Bye bye và hẹn mọi người các clip tiếp theo. Bye bye.